Nhận định bóng đá Nam Định với Sông Lam Nghệ An, vòng 18, V-League 2019. Cập nhật link xem trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất. Sau 2 trận thắng liên tiếp trước Vietten 2-0 và Thanh Hóa 4-2, Nam Định đã phải nhận một gáo nước lạnh từ Đà Nẵng 0-2, dù trắng tay tại Hòa Xuân. Nhưng với số điểm và vị trí hiện tại, thầy trò Nguyễn Văn Dũng không phải quá lo lắng về nhiệm vụ trụ hạng, và đây là điều kiện thuận lợi để họ tiếp tục toan tính ở chặng đường phía trước. Chiều nay, nếu vượt qua Sông Lam Nghệ An, Nam Định hoàn toàn có cơ hội hội gia nhập lửa trên VXH, bởi khoảng cách giữa họ và đội đứng thứ 4 Thanh Hóa chỉ là 3 điểm 22 so với 25. Nam Định vốn chơi rất tốt tại Thiên Trường, nên cửa thắng của họ khá cao, đặc biệt trong bối cảnh Sông Lam Nghệ An đang trải qua một giai đoạn thi đấu thiếu hiệu quả thắng 1 trên 10 trận gần đây. Phong độ có vấn đề, Sông Lam Nghệ An còn không có lực lượng tốt nhất. Khi Olaha buộc phải ngồi ngoài sau khi nhận đủ 3 thẻ vàng, sự vắng mặt của chân sút da màu đem đến ít nhiều lo lắng cho huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Bởi nguyên nhân chính khiến họ chững lại ở giai đoạn vừa qua chính là vì bế tắc trong khâu ghi bàn. Dưới góc độ tỷ lệ châu Á, Sông Lam Nghệ An đang thể hiện rất tệ. Trước khi làm khách tại Thiên Trường, họ toàn thua 5 trận vừa qua. Nếu tính riêng trên sân khách, đội bóng xứ Nghệ đẩy giới đầu tư vào cửa từ 3 trên 4 trận gần đây. Trong khi đó, Nam Định rất đáng tin cậy trên sân nhà, mà việc vượt rào thành công 5 trên 6 trận mới nhất là minh chứng.